EU tính lấy 90% lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga mua vũ khí cho Ukraine. Châu Âu nêu ra phương án sử dụng lợi nhuận từ tài sản phong tỏa Nga để viện trợ Ukraine, động thái mà Moscow cảnh báo sẽ đáp trả. Ủy ban châu Âu hôm ngày 20 tháng 3 đã đề xuất chuyển cho Ukraine khoản lợi nhuận từ 2,5 đến 3 tỷ euro, tức 2,7 đến 3,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, được tạo ra từ tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng ở châu Âu sau khi chiến sự Moscow Kiev bùng phát. Khoảng 90% được đề xuất sẽ chuyển qua một quỹ để mua vũ khí cho Ukraine, phần còn lại sẽ được sử dụng cho nỗ lực phục hồi và tái thiết. Số tiền chính xác mà Kiev có được mỗi năm sẽ phụ thuộc vào lãi suất toàn cầu, vì lợi nhuận là tiền lãi từ khoảng 210 tỷ euro tài sản ngân hàng trung ương Nga được nắm giữ bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau ở 27 quốc gia EU. Ngoài những khoản tiền này, Ukraine cũng được đề xuất sẽ nhận được khoản thuế 25% hàng năm mà chính phủ Mỹ đánh vào lợi nhuận. Do đó, tổng đóng góp tài chính cho Ukraine từ các tài sản của Nga bị phong tỏa ở EU dự kiến sẽ đạt tổng cộng 4 đến 4,5 tỷ euro trong năm nay nếu các nước trong liên minh nhất trí với đề xuất của Ủy ban châu Âu. Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu Vadis Dombrovskis cho biết, Nga phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại to lớn mà nước này đã gây ra cho Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho hay, Kiev mong đợi EU và các nước G7 sẽ tiến thêm một bước nữa là tịch thu toàn bộ số tiền. Vào cùng ngày, Nga cảnh báo trả đũa nếu châu Âu thực hiện kế hoạch lấy 90% doanh thu từ tài sản của Nga bị đóng băng để mua vũ khí cho Ukraine. Điện Kremlin cho biết, những kế hoạch như vậy nếu được thực hiện sẽ hủy hoại danh tiếng của châu Âu với tư cách là bảo vệ quyền lợi sở hữu tin cậy và dẫn đến những vụ kiện kéo dài nhiều năm. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu, người châu Âu nhận thức rõ về thiệt hại mà những quyết định như vậy có thể gây ra cho nền kinh tế, hình ảnh và danh tiếng của họ, như những bên bảo đảm đáng tin cậy về quyền bất khả xâm phạm về tài sản. Thiệt hại sẽ là không thể tránh khỏi. Những người liên quan đến việc đưa những quyết định như vậy sẽ trở thành đối tượng bị truy tố trong nhiều thập kỷ, ông cảnh báo. Trong khi đó, bà Maria Sharapova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cảnh báo Moscow sẽ đáp trả nếu phương Tây tịch thu tài sản của Nga. Nga cho biết họ sẽ có hành động nhằm vào tài sản của phương Tây nếu tài sản của họ bị tịch thu. Trước đó, Nga nhiều lần cảnh báo sẽ ăn miếng trả miếng với phương Tây. Cuối năm ngoái, ông Peskov tuyên bố, khi họ phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với chúng tôi, họ không hề nghĩ đến hiệu ứng boomerang, nhưng bây giờ đó là hiển nhiên. Ông Peskov khi đó nhấn mạnh, Nga đã lên sẵn danh sách các tài sản của phương Tây có thể tịch thu. Sau khi xung đột bùng nổ, Mỹ và đồng minh phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga, trong đó có việc đóng băng tài sản. Khối tài sản này của Nga có thể tạo ra ước tính hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho công cuộc tái thiết Ukraine. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu này có một số rào cản pháp lý và thủ tục, cũng như lo ngại rằng sẽ giảm tín nhiệm vào EU.